dân đất Việt chúng ta phải đến một dấu hỏi. Và ngày hôm nay vô tình mọi người đang xem YouTube lên kinh dân đất Việt sẽ thấy rằng ở bên Mỹ nó tổ chức một cuộc họp, nó đem ông Minh Tuệ ra, nó đòi giải cứu ông Minh Tuệ và kiện cả Việt Nam. Hãy vào kinh gất Việt mà xem như những gì bà Việt Tân nói với tôi và cái cuộc họp đó nó có trùng hợp hay không. Hãy vào kinh gất Việt mà xem. Bây giờ thì đến giờ tôi đi họp rồi, tôi vẫn đi làm, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường nha quý vị. Quý vị thấy em đẹp không? Rất ư là xinh đẹp, đúng không? Bây giờ thì bén lắm nha. Ok, xin chào tất cả mọi người. Được nhốt trong đó đa phần những người tội phạm tâm cha giết chú, rồi giết người, rồi hiếp dâm, rồi cướp giật những cái thành phần trong đó mà được nhà nước họ chế tài. Thì mày lại đi binh vực những người đó, mày đòi hỏi cái sự công lý cho họ là được sung sướng, được đối xử giống như đó là gia đình. Còn chính những người bên cạnh của mày, họ xúi giục mày, họ vẽ ra cho mày, họ xúi mày rồi họ kêu mày làm khùng làm điên để mày được nổi trên mạng xã hội. Mày năm nay 54 tuổi rồi, mày già rồi, mày cũng mới còn trẻ nữa, con mày nó lớn hết rồi, nó cũng biết bắt cỡ xấu hổ gì mẹ nó chứ. Mày không để cho nó có được cái ngẩng mặt lên ở ngoài xã hội, ngoài đời, mày làm mẹ cái kiểu đó hả? Mày có tiền rồi, mày cũng có hơn rất là nhiều người, nhưng mày không muốn an phận, mày không vì con mày đâu, chỉ vì ông Võ Hoàng Yên nha. Đó mà mày điên khùng đến mức độ như vậy thì con mày nó có buồn không? Chẳng qua là mày là mẹ của nó, nó không có quyền lựa chọn, nó không có cách để lựa chọn thôi. Nếu nó có quyền lựa chọn thì nó cũng muốn mày đừng phải là mẹ của nó. Tao nói thiệt, mày không vì con nó mày, mà mày vì một ông Võ Hoàng Yên mà mày khùng đến mức như vậy luôn. Tôi đã cái nơi của mày, cái nết của mày, trai cũng có, gái cũng có, cháu nội cũng có rồi, dâu cũng có rồi. Rồi già cái đầu rồi, 50 mấy tuổi, để cho cái những cái đứa lôi nhôi, lông lồn chưa mọc, lông dái chưa mọc, nó đi kích động. Đó là mày không phải, tao nói cho mày nghe, không phải cái đám kia nó làm ô mò, nó làm nó ở đỡ cho mày đâu nha, nó làm mồi cho mày đâu. Mà chính mày á mới là một cái con để ở đỡ làm mồi cho cái mạng xã hội đó. Cho những cái đứa mà đi kiếm tiền YouTube với lại cái view like và những cái hội nhóm đó. Mày mới là một cái con ngu xuẩn nhất trên đời trần đời. Mày mới là một cái con đi ở đỡ cho những cái cảm xúc, những cái view, những cái like, những cái hội nhóm, những cái buôn bán hàng trên mạng xã hội. Mày mới là đi ở đỡ cho những đứa đó. Mày mới là đi ở đỡ cho những cái loại, những cái đứa mà trên mạng xã hội đang kích động mày, đang tung hô mày đó, bảo vệ mày đó. Ủa nó bảo vệ mày, nó ủng hộ mày sao để cho mày đi tù vậy? Nó ủng hộ mày, nó bảo vệ mày sao để cho mày đi tù mấy năm trời? Bảo vệ mày tại sao bị cho, để cho người ta đập mày lên bờ xuống cuộn xỉ nhục mày, thóa mạ mày. Nhưng cuối cùng rồi người bị tổn thương nhất là ai? Chính là mày. Mày là một cái con chốt thí ha? À, mày là một cái con chốt thí. Mày đi ở đỡ cho đủ tụi nó đó trên mạng xã hội đó. Còn tụi tao đây nè, chửi mày không? Đó, chà đạp mày, xỉ nhục mày. Nhưng mà tụi tao nói cho mày biết, mày xấu chỗ nào, mày sai chỗ nào, để cho mày dừng lại, ngăn chặn những cái hành vi xấu của mày, để cho mày đừng tiếp tục làm trò ở trên mạng xã hội để gây ra những cái cuộc bạo loạn, gây tranh cãi, ngôn ngữ hận thù. Chúng tao mới là những con người thực tế để ngăn cản những cái sai trái của mày. Còn những đứa đi nịnh bợ mày những đứa đó mới là những cái người đưa mày vô con đường tội lỗi và muốn cho mày chết đó. Đó, nó đang lôi kéo mày, nó đang xúi giục mày đó. Làm nữa đi, lên nữa đi, khùng nữa đi. Mày bị chửi chứ ai bị chửi? Tụi nó đâu bị, tụi nó đâu có bị chửi. Mà người bị chửi là mày đó. Nó đi vô đó, mày thấy không? Nó bình luận đó, nó khen mày đó, nó bảo vệ mày đó. Cái đầu CEO không có đơn giản như tụi cưng nghĩ đâu nha. Không đơn giản đâu nha. Nếu đơn giản á thì đã không có câu chuyện tới ngày hôm nay, có đúng không? Cho nên tôi khuyên quý vị một cái đầu tiên, bây giờ công nghệ hiện đại lắm,
đừng chơi ai tinh quá, nó ghi âm, nó chụp hình, nó để làm cái để nó khống chế mình. Nhớ quý vị, cái út ghi âm nó có chút xíu như vậy nè, nó ghi âm hết tất cả cuộc nói chuyện, sau đó về nó cắt một đoạn nào đó thôi, nó đưa lên. Đó, cho nên thằng Hoàng Yên là một trong những thằng bán đứng. Ai thì quý vị biết rồi đó. Đó là gì? Đó là một niềm tin mà họ đã trao nhầm cho đó. Mà khi đổ bể ra, lập tức họ xóa sạch liền. Đúng không? Tôi đã không muốn nói những câu chuyện này, nhưng mà rõ ràng trong một cuộc chơi nó quá khập khỉnh. Có một mình tôi thôi, chập hết. Tôi đi tù là vì tôi vi phạm pháp luật. Tôi chấp nhận tôi nói bậy, tôi đi tù. Nhưng tôi không xin, tôi không gian xin, tôi chung đủ tôi về. Vậy thôi, còn bao nhiêu điều tôi còn muốn khuyên quý vị nữa. Chẳng hạn như tôi nói á, thằng Đàm Minh Quân là thằng nào tôi không biết mặt, nhưng rõ ràng nó vô trong trại giam. Bà Nguyễn Thị Phấn ở trong trại giam An Phước là nạn nhân của nó. Tôi nói đây, tôi mong cho nó nghe, mày khốn nạn vừa thôi, mày gạt một cái bà già, mày nói mày chuyển cho tao 100 triệu đô la qua ngân hàng Singapore, rồi Singapore chuyển về trong Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phấn phải kêu và quản giáo đi ra ngân hàng xác nhận tiền cho bà 100 triệu đô của thằng Đàm Minh Quân chuyển cho tôi để đưa vào sổ cho tôi đi chợ. Quý vị nghe có đau lòng không? Tất cả những người nó dùng để làm coi như là công cụ cho nó toàn là những người thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn. Tôi nói đừng nói ở đây tù nhân lương tâm, tù nhân lương tháng, nghe cho mà rõ, tù nhân lương tháng. Thứ nhất, thứ hai, đặc biệt là tụi phản động đi tù không bao giờ nhận tội. Tôi trong đội 7 nè, nó tưởng tôi phản động nhưng không nha. Nguyễn Phương Hằng này yêu nước thương dân, tới chết cũng thờ một trái tim trong lòng mình là mình sinh ra ở Việt Nam này nha. Cho nên đó, tôi đã trải qua, tôi biết bao nhiêu người nhìn mặt mày ngơ ngác, không có một chút nào thông minh, không có một chút nào gọi là có một cái gì mà để cho tụi nó điều khiển, mà tự hào vô cùng. Tù nhân lương tháng, một tháng nó gửi cho mấy trăm đô rồi đi. Cái đầu CEO không có đơn giản như tôi cứ nghĩ đâu nha. Không đơn giản đâu nha. Nếu đơn giản á thì đã không có câu chuyện tới ngày hôm nay, có đúng không? Cho nên tôi khuyên quý vị một cái đầu tiên, bây giờ công nghệ hiện đại lắm, đừng chơi ai tinh quá, nó ghi âm, nó chụp hình, nó để làm cái để nó khống chế mình. Nhớ quý vị, cái út ghi âm nó có chút xíu như vậy nè, nó ghi âm hết tất cả cuộc nói chuyện, sau đó về nó cắt một đoạn nào đó thôi, nó đưa lên. Đó, cho nên thằng Hoàng Yên là một trong những thằng bán đứng. Ai thì quý vị biết rồi đó. Đó là gì? Đó là một niềm tin mà họ đã trao nhầm cho đó. Mà khi đổ bể ra, lập tức họ xóa sạch liền. Đúng không? Tôi đã không muốn nói những câu chuyện này, nhưng mà rõ ràng trong một cuộc chơi nó quá khập khỉnh. Người được nhốt trong đó đa phần những người tội phạm tâm cha giết chú, rồi giết người, rồi hiếp dâm, rồi cướp giật những cái thành phần trong đó mà được nhà nước họ chế tài. Thì mày lại đi binh vực những người đó, mày đòi hỏi cái sự công lý cho họ là được sung sướng, được đối xử giống như là gia đình. Có chính những người bên cạnh của mày, họ xúi giục mày, họ vẽ ra cho mày, họ xúi mày rồi họ kêu mày làm khùng làm điên để mày được nổi trên mạng xã hội. Mày năm nay 54 tuổi rồi, mày già rồi, mày cũng mới còn trẻ nữa, con mày nó lớn hết rồi, nó cũng biết bắt cỡ xấu hổ gì mẹ nó chứ. Mày không để cho nó có được cái ngẩng mặt lên ở ngoài xã hội, ngoài đời, mày làm mẹ cái kiểu đó hả? Mày có tiền rồi, mày cũng có hơn rất là nhiều người, nhưng mày không muốn an phận, mày không vì con mày đâu, chỉ vì ông Võ Hoàng Yên ha. Đó mà mày điên khùng đến mức độ như vậy thì con mày nó có buồn không? Chẳng qua là mày là mẹ của nó, nó không có quyền lựa chọn, nó không có cách để lựa chọn thôi. Nếu nó có quyền lựa chọn thì nó cũng muốn mày đừng phải là mẹ của nó. Tao nói thiệt,
Mày không vì con đâu mày, mà mày vì một ông Võ Hoàng Yên mà mày khùng đến mức như vậy luôn. Tôi đã cái nuôi của mày, cái nết của mày. Trai cũng có, gái cũng có, cháu nội cũng có rồi, dâu cũng có rồi. Rồi già cái đầu rồi, 50 mấy tuổi, để cho những cái đứa lôi nhôi lâm lồn chưa mọc, lâm giái chưa mọc, nó đi kích động. Đó là mày không phải, tao nói cho mày nghe, không phải cái đám kia nó làm nó ở đợ cho mày đâu nha, nó làm mọi cho mày đâu, mà chính mày á mới là một cái con đi ở đợ làm mọi cho cái mạng xã hội đó, cho những cái đứa mà đi kiếm tiền YouTube với lại cái view like và những cái hội nhóm đó. Mày mới là một cái con ngu xuẩn nhất trên đời trần đời. Mày mới là một cái con đi ở đợ cho những cái cảm xúc, những cái view, những cái like, những cái hội nhóm, những cái buôn bán hàng trên mạng xã hội. Mày mới là đi ở đợ cho những đứa đó. Mày mới là đi ở đợ cho những cái loại, những cái đứa mà trên mạng xã hội đang kích động mày, đang tung hô mày đó. Nó bảo vệ mày đó. Ủa nó bảo vệ mày, nó ủng hộ mày sao để cho mày đi tù vậy? Nó ủng hộ mày, nó bảo vệ mày sao để cho mày đi tù mấy năm trời? Bảo vệ mày tại sao bị cho, để cho người ta đập mày lên bờ xuống cuộn xỉ nhục mày, thóa mạ mày. Nhưng cuối cùng rồi người bị tổn thương nhất là ai? Chính là mày. Mày là một cái con chốt thí ha. Đó, mày là một cái con chốt thí. Mày đi ở đợ cho lũ tụi nó đó trên mạng xã hội đó. Còn tụi tao đây nè, chửi mày không? Đó, chà đạp mày, xỉ nhục mày. Nhưng mà tụi tao nói cho mày biết, mày xấu chỗ nào, mày sai chỗ nào, để cho mày dừng lại, ngăn chặn những cái hành vi xấu của mày, để cho mày đừng tiếp tục làm trò ở trên mạng xã hội để gây ra những cái cuộc bạo loạn, gây tranh cãi, ngôn ngữ hận thù. Chúng tao mới là những con người thực tế để ngăn cản những cái sai trái của mày. Còn những đứa đi nịnh bợ mày những đứa đó mới là những cái người đưa mày vô con đường tội lỗi và muốn cho mày chết đó. Đó, nó đang lôi kéo mày đó, đang xúi giục mày đó. Làm nữa đi, lên nữa đi, khùng nữa đi. Mày bị chửi chứ ai bị chửi? Tụi nó đâu bị, tụi nó đâu có bị chửi. Mà người bị chửi là mày đó. Nó đi vô đó, mày thấy không, nó bình luận đó, nó khen mày, nó bảo vệ mày đó. Cái đầu CEO không có đơn giản như tụi cưng nghĩ đâu nha. Không đơn giản đâu nha. Nếu đơn giản á thì đã không có câu chuyện tới ngày hôm nay, có đúng không? Cho nên tôi khuyên quý vị một cái đầu tiên, bây giờ công nghệ hiện đại lắm, đừng chơi ai tin quá. Nó ghi âm, nó chụp hình, nó để làm cái để nó khống chế mình nha quý vị. Cái út ghi âm nó có chút xíu vậy nè, nó ghi âm hết tất cả cuộc nói chuyện, sau đó về nó cắt một đoạn nào đó thôi, nó đưa lên đó. Cho nên thằng Hoàng Yên là một trong những thằng bán đứng, ai thì quý vị biết rồi đó. Đó là gì? Đó là một niềm tin mà họ đã trao nhầm cho nó, mà khi đổ bể ra lập tức họ xóa sạch liền, đúng không? Tôi đã không muốn nói những câu chuyện này, nhưng mà rõ ràng trong một cuộc chơi nó quá khập khỉnh, có một mình tôi thôi chập hết. Tôi đi tù là vì tôi vi phạm pháp luật, tôi chấp nhận tôi nói bậy, tôi đi tù. Nhưng tôi không xin, tôi không gian xin, tôi chung đủ tôi về vậy thôi. Còn bao nhiêu điều tôi còn muốn khuyên quý vị nữa. Chẳng hạn như tôi nói á, thằng Đàm Minh Quân là thằng nào tôi không biết mặt, nhưng rõ ràng nó vô trong trại giam. Bà Nguyễn Thị Phấn ở trong trại giam An Phước là nạn nhân của nó. Tôi nói đây, tôi mong cho nó nghe, mày khốn nạn vừa thôi. Mày gạt một cái bà già, mày nói mày chuyển cho bà 100 triệu đô la qua ngân hàng Singapore, rồi Singapore chuyển về trong Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phấn phải kêu và quản giáo đi ra ngân hàng xác nhận tiền cho bà 100 triệu đô của thằng Đàm Minh Quân chuyển cho tôi, để đưa vào sổ cho tôi đi chợ. Quý vị nghe có đau lòng không? Tất cả những người nó dùng để làm coi như là công cụ cho nó toàn là những người thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn. Tôi nói đừng nói ở đây tù nhân lương tâm, tù nhân lương tháng, nghe cho bà rõ, tù nhân lương tháng. Thứ nhất, thứ hai, đặc biệt là tội phản động, đi tù không bao giờ nhận tội. Tôi trong đội 7 nè, nó tưởng tôi phản động nhưng không nha. Nguyễn Phương Hằng này yêu nước thương dân,